Điều vô cầu ba: cứu xét tâm tính thì đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì việc học sẽ không theo thứ bậc. Thì đối với điều này đó, cả hai bản dịch của Ngài Trí Quang và Ngài Trí Tịnh đó đều thay đổi hai khái niệm quan trọng. Nguyên tắc chữ Hán: tam, cứu tâm bất cầu vô chướng, tâm vô chướng tắc sở học liệp đẳng. Tôi chọn cách dịch là sát nghĩa. Chữ vô chướng dịch sát nghĩa là không bị trở ngại. Thì hai bản dịch tiếng Việt dịch đó là không bị khúc mắc. Khúc mắc nó thuộc về cái nhận thức của tâm. Còn ở đây đó, Hòa Thượng Diệu Hiệp thì nói về cái trở ngại của tâm, có thể tương đương như cách mà Đức Phật gọi là trói buộc tâm, gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá, bất an, đều là những sợi dây xiềng xích trói buộc và ghì tâm của chúng ta lại trong cái sự khổ đau và bất hạnh. Thay đổi thứ hai của hai bản dịch tiếng Việt đó là chữ sở học liệp đẳng trong chữ Hán đó, đó là học một cách vượt cấp, học một cách nhảy lớp, học một cách vượt bậc. Thì hai bản dịch đổi lại là không thấu đáo. Vì đã đổi ở trên là khúc mắc thì bên dưới phải đổi là thấu đáo. Cho nên là ý nghĩa của câu thứ ba đó trong hai bản dịch tiếng Việt đó đã rất khác với nguyên tác. Như vậy, trong quá trình tu, thỉnh thoảng chúng ta bị sóng cảm xúc, sóng thái độ chủ quan thể hiện ra những cái trói buộc tâm đó, thì cái đó cũng là chuyện bình thường đó, vì mình là người phàm mà. Vấn đề quan trọng là gì? Phải nhận thức được rằng đó là tà niệm, vọng niệm, và cần phải quay trở về với hơi thở chánh niệm để dừng chúng lại, chứ không tiếp tục chạy theo và không trở thành con lạc đật bị các thói quen của cảm xúc, thái độ chủ quan giật dây, chi phối, hoành hành. Và hơn nữa, khi chúng ta học Phật thì nhớ là nó có hai cái cấp học. Thứ nhất là hữu học, tức là học Phật Pháp một cách nền tảng và có hệ thống để từng bước trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân. Thì trước cái thời điểm chính thức cho thời thánh nhân đó, trở về là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu khởi tâm bồ đề, nỗ lực tu. Cái đó được gọi là tu hữu học, chứ không phải là tu có bằng cấp theo nghĩa đen của từ đại. Cái cấp học thứ hai đó là bậc vô học, là thuật ngữ Phật học chỉ cho những vị đã đạt được quả thánh A-la-hán trở lên, không còn trở lại sanh tử nữa. Còn nói theo đại thừa đó, thì từ quả A-la-hán tiếp tục đạt được quả Bồ-Tát, cuối cùng là quả Phật. Như vậy, trong hai loại học này đó, thì cái câu thứ ba của Hòa Thượng Diệu Hiệp nói rằng là đang lúc mà nghiên cứu tâm tính của mình, tâm, thái độ của tâm, cảm xúc của tâm, những biểu đạt của tâm, thì làm thế nào á, chúng ta phải đi theo từng thứ tự một, nắm vững được
sáu thức giác quan, năm thức giác quan: thị giác, cái nhìn của mắt; thính giác, cái nghe của lỗ tai; khứu giác, cái ngửi của mũi; vị giác, cái nếm của lưỡi; xúc giác, cảm nhận của hệ thống thần kinh trên thân. Còn ý thức là sự tiếp cận bao gồm tư duy, loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp về quá khứ, hiện tại, vị lai, đúng và sai, chi phối năm nhận thức giác quan. Phật giáo Đại thừa đó thì bổ sung thêm hai loại tâm, hai loại thức, đó là thức mạt na, chỉ cho phương diện chấp ngã sở hữu, chấp tự ngã của mỗi con người, và cái thức bản thể chứa được hết tất cả các năng lượng biệt nghiệp và cộng nghiệp của con người trải qua nhiều kiếp sống không mất đi. Vì vậy, nếu chúng ta cứu xét tâm tánh mà bỏ qua cái việc học theo thứ tự thì chúng ta không thông được tiến trình tu. Cho nên lời khuyên của Hòa Thượng Diệu Hiệp là không nên bỏ qua các thứ bậc mang tính thứ tự, giống như là cái hệ thống cọc, cấu trúc cọc phải chắc chắn, dù là bên dưới đó là đất bùn, tức là đất không có chân, thì độ sâu của nó có thể là 36 m, 70 m, 80 m tùy theo nơi. Mà khi nó đạt được cái điểm mà có cát đá bên dưới rồi đó, thì xây lên 100 tầng, 200 tầng, 300 tầng nó vẫn là vững chãi và có thể chống chọi được cái độ động đất 9 độ Richter và không sao. Ở đây hai bản dịch tiếng Việt đổi lại là gì? Sở học không thấu đáo. Thì đó là sở học, đó là khái niệm chung chung. Đằng khi lời khuyên của Hòa Thượng Diệu Hiệp là gì? Phải học theo thứ bậc, từ nền tảng đến nâng cao đến chuyên sâu. Học từ vô học của người phàm phu đạt được hữu học chứ đắc quả thánh.